Trong cái việc thao tác với cái sử dụng câu lệnh select để lấy dữ liệu và thao tác trên các cái trường mang cái thông thường là kiểu chuỗi thì nó sẽ có nhiều cái cách xử lý khác nhau, và một trong những cách xử lý mà chúng ta học trong ngày hôm nay là chúng ta sử dụng cái regular expression, tức là có thể dịch nôm na là những cái biểu thức thông dụng hoặc một cách diễn đạt thông dụng. Ví dụ chúng ta cần lấy ra trong cơ sở dữ liệu về cái trường last name và first name, nhưng mà chỉ lấy với những cái last name bắt đầu bằng cái ký tự M, B hoặc T, hoặc là có thể là lấy ra những cái last name first name từ cái bảng employees, nhưng mà trường last name lại không bắt đầu bằng cái ký tự M hoặc B hoặc T hoặc X hoặc Z vân vân. Thì nếu như mà chúng ta diễn đạt bằng cái cách điều kiện logic thông thường and or not vân vân, thì cái câu cái phần điều kiện ở cái mệnh đề where nó sẽ rất là phức tạp. Và làm thế nào để cho cái chuyện này nó được ngắn gọn và súc tích và đơn giản, rút gọn cái công sức của người lập trình, thì đó là cái khi mà chúng ta sử dụng các cái hình thức diễn đạt regular expression. Và để hiểu thêm về regular expression này thì các bạn có thể vào Google để gõ cái cụm ký từ là regular expression để tìm hiểu, sẽ có rất là nhiều cái bài hướng dẫn về cái cách thao tác cũng như là quy tắc đối với cái cú pháp này. Trong giới hạn của cái bài trình bày này thì chúng tôi không đề cập đến cú pháp của regular expression nữa, mà chúng ta sẽ đi vào một cái thí dụ cụ thể. Ví dụ chúng ta lấy tất cả các cái thông tin, lấy last name và first name của trường employees, mà chỉ với điều kiện là cái last name là bắt đầu bằng cái ký tự M hoặc là ký tự B hoặc là ký tự T. Thì chúng ta sẽ tiến hành cái câu lệnh truy vấn này. Và như các bạn thấy trên màn hình thì nó sẽ có hai người trong cái cơ sở dữ liệu này thỏa mãn điều kiện thứ nhất là bắt đầu bằng chữ T và thứ hai là bắt đầu bằng chữ B. Đó là cái cách thức mà chúng ta áp dụng cái cú pháp regular expression để trích xuất dữ liệu trên các cái trường kiểu chuỗi. Đây là một trong những cái kỹ thuật thông dụng đối với thường dùng đối với những cái lập trình viên chuyên nghiệp, đặc biệt là các cái lập trình viên mà thông thường thường hay viết các cái ứng dụng đối với cái cơ sở dữ liệu quan hệ.